Hey guys, welcome back to my channel. In this video, I'm gonna share with you how I practice my English with native speakers. Ok, xin chào các bạn nha. Video hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái kinh nghiệm cá nhân của tôi trong cái việc săn tay nói chuyện bằng tiếng Anh. Thì video này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn theo cái hình thức, đó là tôi sẽ đưa ra những cái câu hỏi và sau đó tôi sẽ trả lời những câu hỏi đó. Rồi, bắt đầu luôn với câu hỏi số 1. Đó là: nên nói những câu gì để bắt chuyện với người nước ngoài? Thì tôi còn nhớ cái lần đầu tiên mà tôi bắt đầu đi săn tay để nói chuyện với người nước ngoài bằng tiếng Anh, thì lúc đó tôi rất là băn khoăn, không biết là nên nói cái câu gì để có thể bắt chuyện được với người ta. Nhưng mà sau một khoảng thời gian thì kinh nghiệm cho tôi thấy rằng thật ra cái vấn đề đó chúng ta không nên quan tâm quá nhiều. Người ta cũng khá là thoải mái và rất dễ đồng ý. Thường thì tôi chỉ cần nói vài câu là họ đã đồng ý rồi. Tôi lấy ví dụ, tôi nói những câu như thế này: Hello, can I talk with you in English? Đó, tạm dịch là xin chào, tôi có thể nói với bạn bằng tiếng Anh hay không? Đó, đại loại vậy là nhiều khi họ đồng ý rồi. Còn nếu các bạn muốn lịch sự hơn một chút thì các bạn có thể nói thêm cái lý do đại loại như thế này: Hello, I'm learning English, so I want to practice my English. Could you talk with me in English? Đó, tạm dịch là: xin chào, tôi đang học tiếng Anh, tôi muốn thực hành tiếng Anh của tôi, bạn có thể nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh được không? Đó, đại loại thế thôi. Mà nói thiệt nha, những cái câu mà tôi vừa bày cho các bạn có thể nó chỉ thuộc cái dạng gọi là nằm trên lý thuyết mà thôi, chứ còn trong thực tế đôi khi nó sẽ có một cái chút gì đó nó hơi khác khác. Ví dụ nhiều khi tôi chỉ cần hello một cái, chào một cái hoặc là cười một cái là coi như có thể vô cuộc nói chuyện, nói qua nói lại được rồi. Cho nên tới đây tôi khuyên các bạn nha, đừng quá quan tâm tới cái việc mình sẽ nói cái câu gì, nói lịch sự ABC XYZ như thế nào để được người ta đồng ý. Thực ra người ta cũng rất là dễ thôi các bạn. Nó cũng giống như các bạn đi nói chuyện với một người Việt lạ, nó cũng chỉ như vậy thôi, chả có khác biệt gì mấy đâu. Rồi, sang câu số 2. Đó là: nên săn tay nói tiếng Anh ở đâu? Thì bản thân tôi cũng không biết rõ nữa. Thông thường thì người ta sẽ chọn những cái địa điểm mà thường có tay, như là những cái công viên đó. Và bản thân tôi thì tôi cũng không có đi săn tay ở nhiều nơi, cho nên tôi không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Và có thể nói là tôi chỉ săn tay ở một nơi duy nhất, đó là công viên 23 tháng 9 ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bản thân tôi thì kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy ở cái công viên đó, cái tỷ lệ mà người Tây họ đồng ý chấp nhận nói chuyện với các bạn khá là cao. Bởi vì tôi thấy rằng hầu như là người Tây nào lui đến cái công viên đó họ đều rất quen thuộc với cái chuyện săn tay của người Việt. Cho nên ở đó cái tỷ lệ người ta đồng ý khá là cao. Nhiều lúc bạn chỉ cần tới chỗ người ta, các bạn hello một cái là họ đã hiểu ý của bạn rồi. Rồi, câu hỏi số 3, đó là: lỡ như người ta từ chối thì sao? Câu trả lời của tôi rất đơn giản. Người ta từ chối thì thôi, mình đi chỗ khác, mình kiếm người khác. Vậy thôi, chả có gì gọi là ghê gớm cả các bạn. Tôi biết các bạn ngại, cho nên bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo mà tôi quan sát thấy được nha, để giúp cho các bạn có thể nâng cao cái khả năng người ta đồng ý các bạn lên. Thì bản thân tôi quan sát được thấy một cái sự thật mà không biết là có thực sự đúng hay không. Đó là người ta thường có xu hướng dễ chấp nhận hơn đối với những bạn nữ nha, đặc biệt là những bạn nữ xinh đẹp. Bởi vì có một lần tôi nói chuyện với một người nước ngoài và người đó đã kể cho tôi một cái câu chuyện đại loại thế này. Đó là có một người Tây, khi mà trai tới bắt chuyện với họ thì họ từ chối, họ kêu mệt. Còn khi mà nữ tới bắt chuyện với họ thì họ lại đồng ý, nói chuyện rất là hăng say. Đó, thành ra tôi nghĩ nếu các bạn là nữ thì không nói, nhưng nếu các bạn là nam á thì có thể các bạn rủ thêm một cái bạn nữ nào đó đi theo các bạn, giống như cái kiểu mỹ nhân kế đại loại vậy ha. Thôi, tôi nói vui vậy thôi, các bạn làm hay không làm tùy các bạn nha. Rồi, tiếp tục câu hỏi cuối cùng, đó là: có nên lập một cái danh sách câu hỏi trước khi đi bắt chuyện với Tây không? Bản thân tôi thì tôi không lập câu hỏi gì hết các bạn. Tôi đi là tôi đi,
đụng chủ đề gì thì tôi nói. Tôi không muốn lập một cái danh sách câu hỏi gì hết. Bởi vì theo tôi, một cái danh sách câu hỏi chúng ta cứ đưa ra ta hỏi người ta, nó không còn giống như là một cuộc nói chuyện tự nhiên nữa, mà nó đã trở thành giống như là một cái kịch bản. Mà cứ nói theo cái kịch bản như vậy thì bản thân tôi thấy được từ cái kinh nghiệm của tôi, nó có thể sẽ hạn chế cái tốc độ tiến bộ của tiếng Anh của các bạn. Và một điều nữa, đó là nếu các bạn cứ tập trung vô cái danh sách câu hỏi của các bạn thì nó có thể sẽ làm cho cái cuộc nói chuyện trở nên nhàm chán. Và điều quan trọng hơn nữa, đó là nó có thể hạn chế cái khả năng ứng biến của các bạn trong khi sử dụng tiếng Anh. Cũng đã có một người Việt từng nói với tôi là tôi nên có một cái danh sách câu hỏi trước khi đi bắt chuyện với người nước ngoài, để cho cái câu chuyện, cái cuộc hội thoại của chúng ta nó được mạch lạc, nó được xuyên suốt. Nhưng mà bản thân tôi sẽ không nghe theo đâu các bạn. Bởi vì cũng đã từng có một người nước ngoài nha các bạn, một người nước ngoài nói với tôi về cái vấn đề đó. Cái người này đã nói rằng khi mà chúng ta có một cái danh sách câu hỏi á, thì nó làm cho một cái cuộc hội thoại nó mất đi cái tính tự nhiên của nó và cái tính mạch lạc của nó. Tôi lấy ví dụ giả sử chúng ta đang nói tới cái cây đàn đi, cây đàn guitar đó các bạn. Nhưng mà đột nhiên theo cái danh sách câu hỏi, cái người kia họ lại quay về, họ hỏi về món ăn. Lúc này có phải là nó vô duyên và nó thiếu cái sự tự nhiên không các bạn? Cho nên đôi khi tôi nghĩ là không cần thiết tới cái danh sách câu hỏi. Mà nếu có chuẩn bị thì tôi khuyên các bạn, cùng lắm thì chuẩn bị những cái cấu trúc, những cái kiểu câu hỏi mà các bạn có thể hỏi thôi. Chứ đừng bao giờ chuẩn bị một cái danh sách cụ thể những cái câu hỏi nào để mình cần hỏi người ta, trừ phi các bạn đi phỏng vấn người ta thôi ha. Tâm sự cuối video, tôi biết là bây giờ đang là trong một cái thời gian có một cái đại dịch, đó là dịch virus corona. Cho nên cái việc đi ra ngoài kiếm những người Tây và nói chuyện với họ vào trong khoảng thời gian này, có thể nó sẽ gây ra cái cảm giác không an toàn đối với nhiều bạn. Thành ra video này tôi chia sẻ là chia sẻ vậy thôi. Còn nếu các bạn có muốn thực hành ngay hay không thì đó là tùy các bạn nha. Và nếu các bạn thực sự ngại ra ngoài á, thì tôi cũng có một cái đề xuất cho các bạn. Đó là một cái ứng dụng, một cái trang web được thiết kế dành riêng cho những người học tiếng Anh có thể thực hành nói chuyện với người nước ngoài thông qua những cái cuộc gọi video ở trên Internet. Nhưng mà tiếc cái, đó là dịch vụ này là một cái dịch vụ phải trả phí. Và cái giá của nó thì dao động tầm khoảng 1 triệu hoặc 1 triệu rưỡi trở lên mỗi tháng, tùy theo cái gói các bạn lựa chọn. Thì nếu các bạn có thể chi trả được thì các bạn có thể đăng ký và các bạn luyện tập nói tiếng Anh với người bạn ngữ ngay tại nhà của các bạn, vừa an toàn vừa thoải mái. Còn đối với những người không thể chi trả thì tất cả những gì tôi có thể cho bạn chỉ là một cái gói miễn phí, được tầm 20 phút nói chuyện miễn phí với người bạn ngữ. Thì để nhận được 20 phút miễn phí này, các bạn sẽ có hai cách. Cách thứ nhất, các bạn sẽ truy cập vào cái đường link cambly.60giây.fire.com. Cam, rồi sau đó tới chữ bờ, rồi sau đó tới chữ ly, y dài nha các bạn. cambly.60giây.fire.com. Sau khi truy cập vào cái đường link đó, nó sẽ dẫn bạn tới một cái trang web. Và các bạn chỉ cần đăng ký một cái tài khoản thành viên miễn phí ở trang web đó, là sau đó các bạn sẽ tự động nhận được 20 phút miễn phí nói chuyện với người nước ngoài. Còn cách thứ hai, đó là các bạn sẽ lên cửa hàng Play hoặc là App Store ở trên điện thoại của các bạn, và các bạn tải cái ứng dụng có tên là Cambly với cái biểu tượng là hình con chim màu cam mỏ dài. Sau khi tải cái app đó về rồi thì các bạn chỉ cần mở cái app đó lên và cũng đăng ký một cái tài khoản thành viên miễn phí nha. Và sau khi đăng ký xong rồi, các bạn sẽ kiếm dùm tôi cái mục mà có cái chữ referral code nha. Các bạn nhìn lên trên màn hình, tôi sẽ dừng lại vài giây để cho các bạn kịp nhớ. Tiếp theo thì các bạn sẽ chỉ cần điền cái mã 60 giây fire 60 s phi ra, chính là cái tên thương hiệu của kênh YouTube này. Các bạn điền vô và các bạn ấn cái nút màu cam ở ngay đây là xong. Các bạn sẽ nhận được khoảng 20 phút nói chuyện với người nước ngoài hoàn toàn miễn phí.
cuối video tôi nhắc lại một chút. Đó là trước đó tôi đã có làm một cái video chia sẻ về một cái ứng dụng thực hành tiếng Anh hầu như miễn phí. Nếu các bạn chưa xem, các bạn có thể xem nó lại ở trong cái chuỗi video học tiếng Anh miễn phí không cần đăng ký của tôi tại đường link n.60giây.fire.com. Ở cái đường link đó thì tôi cũng đã chia sẻ khá là nhiều video về cách học tiếng Anh, cách học từ vựng, cách luyện nghe tiếng Anh, vân vân. Các bạn nếu chưa xem cũng có thể ghé vào đó để mà xem. Ok, that's it. Thanks for watching.